Xì Tin lại tiếp tục hành trình 2011 đầy sôi động của mình tại thành phố Cần Thơ. Mười hai đội và cá nhân xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết khu vực sẽ cùng nhau tranh tài để giành quyền tham dự vòng thi đặc biệt. Một lần nữa, biên đạo từ Canada John Huy Trần, biên đạo từ Anh Quốc Hà Lê, kiện tướng dance pop của Hoài Anh và nữ ca sĩ Phương Thanh sẽ phải đau đầu lựa chọn hai đại diện của miền Tây Nam Bộ tham dự vòng chung kết quốc gia để giành lấy giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng. Các bạn ơi, đừng rời mắt khỏi màn hình TV nha, vì vũ hội sắc màu tại Cần Thơ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Em tên là Huỳnh Như, em đến từ Vĩnh Long và năm nay em 15 tuổi. Chương trình Bước Nhảy Xì Tin đã mang đến cho em một cái sân chơi rất là bổ ích và đã giúp cho em thể hiện được cái khả năng nhảy múa, được thể hiện được cái ước mơ của mình. Em đã theo đuổi hip hop được hơn một năm và em còn rất là non nớt. Em còn phải học hỏi nhiều hơn ở các anh chị. Những chương trình như Bước Nhảy Xì Tin đã giúp cho em thể hiện được cái ước mơ của mình. Ladies and gentlemen, hey, 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 I don't know about you, but I came to party tonight. Hey, drinks up high, it's alright with the party. Shots, 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 cause it's time to get retired. Everybody, everybody, let's get grab a cup and bring back stuff till you get over. Shake that ass, look, it's your birthday. Stay out all night like tomorrow ain't no birthday. Let's get it. Của em vẽ người, em xếp em như xếp quần áo vậy đó, rất là dễ thương. Từ vòng loại đầu vòng sơ loại là tôi đã sợ em rồi, tại vì em không có biết sợ, em không có sợ tôi, em không sợ anh John Huy, không sợ Hà Lê, em không sợ cái sân khấu lớn, em không sợ cả cái khán phòng lớn này. Đây là sân chơi của em, đây là cái phòng riêng của em, và nếu mà em có bị điên đi chăng nữa thì đây là nhà thương điên của em muốn gì cũng làm được. Chọn nhạc của bạn rất văn minh và cách chọn ca của các bạn rất thông minh, và ban giám khảo chọn bạn vào đây đó là một điều rất là anh minh. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ cặp đôi múa đương đại rất ấn tượng ở vòng sơ loại Cần Thơ là Hoàng Công và Phương Thanh chứ. Bài biểu diễn vừa rồi anh rất là thích. Dù được lựa chọn tham dự vòng chung kết khu vực, nhưng vì lý do công việc, hai bạn ấy đã phải ngậm ngùi chia tay với Bước Nhảy Xì Tin 2011. Thật là đáng tiếc. Thay vào đó, cặp đôi Bích Ngọc Vũ Anh cũng với thể loại múa đương đại đã được ban tổ chức lựa chọn thay thế Hoàng Công Phương Thanh vào giờ chót. Hi, xin chào các bạn. Em tên là Bích Ngọc. Mình tên là Vũ Anh. Thể loại mà chúng em thể hiện trong cái cuộc thi này là thể loại múa đương đại. Hai đứa sẽ quyết tâm như là thể hiện hết mình để công khán giả một tiết mục thật là tuyệt vời. Yeah.